Bằng chứng đầy đủ hết rồi. Để tao cho mày sáng nhất đêm nay luôn. Lập ad top top chạy quảng cáo nữa cho viral. Tôi đã dùng mình rồi. Thế mà chẳng lẽ có phốt lại không được bóc à? Tức quá đi. Phải mô hèn kế bẩn thì mới xứng đáng với cái loại này. Chơi xong bao tiền đấy? Anh gọi nhầm số ạ? À? Alo? Chúng mày bị điên à? Alo? Cái gì? Cút! Cái gì? Chúng mày điên hay cả lũ rồi à? Tao không muốn chơi cái gì với chúng mày hết. Tao mà biết đứa nào tăng số điện thoại của tao lên mạng, chết với tao. Tìm Thịnh đúng không? À ừ, anh tìm Thịnh. Anh có chút việc gấp, anh liên lạc mãi mà không được. Mà Thịnh có nhà không em? Thịnh vừa mới ra ngoài rồi ạ. Thế phiền em về nhắn với Thịnh giúp anh là check tin nhắn công việc hộ anh nhé. Vâng ạ. Nhưng mà anh tên là gì để em nhắn lại Thịnh ạ? Em cứ bảo là anh Quân tìm là được. Thôi, anh đi trước nhá. Cảm ơn em, anh không làm phiền. Khoan đã. Nhưng mà em đã có việc muốn phiền anh ạ.